Em phải thương lượng với cô ấy chứ. Em có đồng ý cho anh sang cô em không? Dạ. Em xin phép chị nha. Cậu xin phép cùng chị. Xin phép bạn ấy, xin phép cùng chị. Trời ơi. Tự tin quá ha, quyết đoán quá ha. Bắn tim ạ. Bắn tim. Rồi em đọc luôn, anh đứng đó làm luôn. Bắn tim. Này nè. Nhìn cổ chứ lẽ bắn cho tôi, sao nhìn tôi? Phút tóc chuyện bắn tự. Sao? Này hả? Bắn tử đó hả? Em biết nữa, em sống hồ tâm giờ em có biết. Tao phút lại ra, phút lại. Thường muốn tao phải thọt mấy ngón tay vô. Sầu quá. Cái gì nữa, cái này cái gì? Phải thọt vô trong cái máy. Hất lên thì mới lãng tử được. Tao làm thử rồi, làm thử rồi. Em cũng không biết, nhưng mà tại em đi học thì em không có thích quen. Là do em không thích. Dạ. Hết học lâu rồi mà. Nếu học rồi đi làm thì làm môi trường ít nam nên là cũng chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều. Có để ý ai chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa thích ai luôn. Dạ. Hay là chưa có gặp đối tượng nào mà làm cho em rung động hết trơn. Dạ chưa. Mà em có thích cô trai không? Dạ có ạ. Sao em biết là em có thích? Chưa có cho cơ hội thôi ạ. Tại trước giờ là chưa muốn. Thế vậy thì tại sao bữa nay lại muốn? Bây giờ thấy mình cũng có lớn tuổi một chút rồi. Bạn trai đã vào vị trí của mình rồi. Đợi Tường một xíu nha. Tường sẽ đưa bạn gái của mình vào. Rồi. Nắm tay tự tin quá ha. Đi nhanh gọn ghê đó. Cô này được nè. Có nhiều cô rụt rè lắm, không tin tưởng các Tường gì trơn. Trời. Rồi mở mở nạ ra đi hai bạn. Dạ em chào chị Cách. Rồi chào em. Rồi chào em luôn. Rồi bây giờ về vị trí rồi ha. Giới thiệu thật to rõ để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em trai giới thiệu trước, ưu tiên. Dạ. Em là Lê Đình Lý, ở Đồng Nai lên. Năm nay em 33 tuổi. Đồng Nai ở đoạn nào Lý? Em ở Biên Hòa chị. Biên Hòa, Đồng Nai. Mình đang làm công việc gì? Em đang là chuyên viên pháp lý cho văn phòng luật sư. Ở quê mình ở đâu? Em quê Thanh Hóa chị. Vào đây lâu chưa? Em vào cũng có 13, 14 năm rồi. Hiện giờ ở với Biên Hòa là em ở với ai? Em ở với gia đình nhà cầu. Đông anh chị em không? Nhà em đông chị ơi, nhà em tới 7 anh chị em. Có ai vào trong này lập nghiệp không hay là? Dạ có hai anh trai vào đây. Ở đâu? Ở Biên Hòa luôn. Biên Hòa luôn. Dạ. Là sao không ở với anh mà ở với cậu? Em thích tự do hơn. Ủa, ở với cậu là tự do hơn hả? Dạ. Sao ngộ vậy? Tại cậu chiều hơn. Ồ, rồi. Mời em gái. Dạ, em là Mai Thị Vui ạ. Em năm nay 27 tuổi. Em làm ở bên trường mầm non ạ. Trường mầm non. Làm ở đâu em? Em làm ở quận 2 ạ. Quận 2, có nào đi Biên Hòa chơi chưa? Dạ có, ngày trước có làm ở dưới Biên Hòa. Ồ vậy hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, Vui. Quê em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa luôn. Vui nữa, lại thêm một thông tin vui nữa. Thanh Hóa chỗ nào hai bạn trao đổi thử coi có gần nhau không, biết nhau không? Chắc em xin mừng anh hả? Ờ đúng rồi. Anh ở huyện Triệu Sơn em ạ. Em ở Nga Sơn ạ. Thôi nó cũng trùng cung chữ Sơn vậy mà nó có khi nào về Thanh Hóa không? Có vấn đề ạ. Còn ai ngoài đó không? Dạ có anh trai với lại chú gì với ông bà ngoài đấy. Còn ba mẹ? Ba mẹ em mất cả rồi. Ở đây thì cũng gần nhau, mình là quá thuận tiện mà cùng quê nữa. Mai mốt thôi mỗi năm rủ nhau về quê chung ha. Tuyệt vời. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em cũng siêng năng chăm chỉ ạ. Yếu là hay quên, cái gì cần nhớ thì mới nhớ ạ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình? Em nói chung là em rất là chịu khó. Thứ hai là em rất là cầu tiến. Khi mà em làm một công việc gì đó mà chưa làm được á, thì em phải cố gắng em làm bằng xong. Điểm yếu thì em nóng tính và tính em thì rất thẳng. Khi mà em mà không thích một vấn đề gì đó thì em không có thể giấu cảm xúc được. Ngoài ra thì em hơi nhút nhát và không thích thể hiện mình ở đám đông. Khá nội tâm, khá trầm. Mình đã biết đó là khuyết điểm rồi, thì mình tiết chế lại ha. Em cũng đang cố gắng. Cố gắng. Rồi, yeah. Tình trường em như thế nào? Dạ, em chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua một mối tình nào? Dạ. Từ hồi xưa đến giờ luôn? Dạ. Em cũng rất là ok luôn, tuyệt vời như thế này. Tại sao lại chưa có một mối tình nào? Có nguyên nhân gì sâu xa không? Mà em cũng không biết, nhưng mà tại em đi học thì em không có thích quen. Là do em không thích? Dạ. Hết học lâu rồi mà. Hết học rồi đi làm thì làm môi trường ít nam nên là cũng chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều. Có để ý ai chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa thích ai luôn? Dạ. Hay là chưa có gặp một đối tượng nào mà làm cho em rung động hết trơn? Dạ chưa. Mà em có thích cô trai không? Dạ có ạ. Sao em biết là em có thích? Chưa có cho cơ hội thôi ạ. Tại trước giờ là chưa muốn. Thế vậy thì tại sao bữa nay lại muốn? Bây giờ thấy mình cũng có lớn tuổi một chút rồi. Vậy là cũng chắc là chưa có nụ hôn đầu đời rồi phải không? Dạ. Uổng phí tự xưng quá.
thôi cố gắng lên. Trời ơi đẹp gái vậy mà không yêu uổng quá à. Sao em? Nãy giờ em nghe bạn gái như vậy em có cảm xúc gì? Em khá là bất ngờ. Em nhìn thấy cổ em còn bất ngờ hơn nữa. Bất ngờ nhưng mà bất ngờ là bất ngờ thích hay bất ngờ không thích? 27 tuổi mà chưa yêu ai thì bất ngờ thôi. Bất ngờ với cái số tuổi và cái tình yêu mà chưa có thôi. Thế còn em thì sao? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu khi em còn là năm cuối của sinh viên thì kéo dài 3 năm. Nhưng mà thực sự là em không có ấn tượng nhiều với mối tình đầu. Mối tình thứ hai thì kéo dài 7 năm. 7 năm? Dạ. 7 năm sao chia tay? Sao chưa cưới? Hai đứa tụi em có tình cảm với nhau nhưng mà càng mà kéo dài thì lại càng cảm thấy là nhận ra những cái khác biệt của nhau. Đó, tao yêu tao lấy liền đi để chi mà dài dữ vậy, đêm dài lắm mộng. Em thì thuộc cái người là cầu tiến, thích cái sự nỗ lực vươn lên. Còn bạn đó thì nói chung là thực sự ra thì gia đình nhà bạn có cái sự điều kiện nó dường như bạn sinh ra trong một cái gia đình mà tương đối là ổn định. Nên thành ra bạn bằng lòng với cái cuộc sống đó. Là không có muốn cơ, không đúng cần rồi. Thiết phải là không có muốn thay đổi lên nữa. Không cần phải vươn lên. Thành ra thì rất là khó. Em động viên bạn học thạc sĩ thì chính em phải là người đi mua hồ sơ cho bạn học. Chứ bạn không có chủ động đi mua. Rồi chính em là người giúp bạn là xin việc làm. Chứ bạn không có chủ động để xin việc làm. Hay tại người ta muốn nương nhờ vô em. Nếu mà muốn nương nhờ vào em thì chắc giờ này đã không chia tay. Cuối cùng đỉnh điểm là như thế nào mà chia tay? Khi mà em xin việc làm cho bạn xong rồi á, một thời gian thì thấy bạn thấy công việc nó tương đối rồi thì bạn nói là không hợp. Là bạn ấy ngỏ lời chia tay trước? Dạ, và em cũng cảm thấy là không hợp thì để cho... Mà nó tốn thời gian quá. Nhưng mà suốt 7 năm đó là vẫn bên nhau hay là có giai đoạn nào chia tay hay gián đoạn không? Không. Là vẫn bên nhau? Dạ. Song hành giúp đỡ nhau đi học. Học xong ra mỗi người cầm cái bằng tốt nghiệp chia tay nhau. Hay quá, cô khác vô hưởng thôi, kệ vậy đi. Giờ cô đó có bạn trai khác chưa? Em cũng không biết nữa chị ơi. Có còn gặp nhau không? Không ạ. Có khi nào tình cũ không rủ cũng quay trở lại không? Không, từ lâu lắm rồi em không gặp. Chia tay bao lâu rồi? Một năm rưỡi rồi. Ngưỡng mộ không? Tao quen, muốn tình 3 năm, muốn tình 7 năm, còn mình 27 năm không quen ai. Thiệt tình, mỗi người lý tưởng của em như thế nào? Em muốn tìm một người như thế nào? Em muốn tìm một người mà thứ nhất là hiếu thảo. Thứ hai nữa là phải biết cách cư xử, nhường nhịn. Về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Cao khoảng 1m8, 1m58. Sao biết 1m8 nha hồn. Cao 1m58 đến 1m65. Nghe mình có tiêu chuẩn về chọn người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7 ạ. Cao 1m7 rồi. Dạ. Gì nữa? Người đậm đậm một chút là được rồi. Người gì? Đậm một chút chứ không có gầy. Em cao mét mấy? Em cao mét 66. Mét 66. Mét 66 mà đòi gái quay tay cao tới mét 65 chi dữ vậy? Có đem hình theo không? Dạ có ạ. Tao ra chị coi hình coi. Đây. Dễ ẹt à, có hai anh lựa một anh thôi. Trời ơi, cái gì đông người vậy? Thôi, một hai cô lựa một cô thôi. Kỹ vào. Đâu, ai? Thì em nghĩ là anh. Tại sao là chọn anh đó? Anh trông giống bên là bên luật hơn. À, trông giống bên luật hơn hả? Nếu mà đưa chị cũng chọn anh này. Nhưng mà hỏi chị lý do thì nó tại thấy hai người này thả tim mà người này không có thả tim. Áo đỏ. Áo đỏ. Tại sao chọn áo đỏ mà không chọn áo đen? Tại vì em thấy rằng là bạn bên kia bạn nói rằng là thích một bạn nam mà đậm đậm người thì chắc em nghĩ bạn hơi mập. Bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim để xem sự lựa chọn của mình ngày hôm nay có trùng khớp hay không nhé. Đây, mời hai bạn. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Đúng không? Dạ. Đúng hả? Vậy đúng em là cô áo đỏ không? Dạ. Hay quá, chị còn nhìn không ra nữa. Tại sao quá, mắt chị cũng kém rồi. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn là như thế nào? Em thứ nhất là rất là bất ngờ khi mà em tham gia chương trình này. Thứ hai nữa là càng bất ngờ hơn khi mà gặp bạn gái đồng hương mà rất là xinh. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Dạ, em bất ngờ. Bất ngờ vụ gì? Trông anh nghe trông giống người kiến thức nhiều ạ. Ăn quà đi kìa. À, anh lần đầu gặp em anh có món quà nhỏ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em có chút quà nhỏ tặng. Cảm ơn.
khó quả là gì vậy? Mình có thể trao đổi, mình có thể tiết lộ xíu không? Thực ra thì em rất là muốn tự tay làm một món quà để tặng cho người bạn hôm nay gặp. Nhưng mà hôm vừa rồi thì em gặp sự cố là chân hơi đau, không có đi lại được. Nên em mua một món quà. Ngộ vậy, tự chân đau mà ảnh hưởng đến tay luôn hả? Không đi lại, không có mua sắm những cái trang. Nhưng mà nếu mà đi được thì em làm được cái gì? Em có thể làm một số đồ handmade nho nhỏ như là bình cắm hoa, bình buồn. Hay quá ha. Thế còn em, món quà của em là gì vậy? Tặng anh một cuốn sách ạ. Có những thứ mà vấp ngã mình vẫn có thể coi đó là bài học để mình phấn đấu. Các thường mời hai bạn thưởng thức một món ăn nhìn rất đẹp mắt, rất là hấp dẫn của nhà hàng Hoàng Yến. Cơm vàng đùi gà quay và bánh ngọt và trái cây. Đây là một cái món ăn gây thương nhớ tại nhà hàng, với một cái lớp da vàng rụm ở bên ngoài, dùng kèm với đùi gà quay mềm, ngọt liệm và thơm ngon. Mời hai bạn cùng thưởng thức và trò chuyện tự nhiên với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn. Chị, anh mời em. Dạ, mời em. Em ở trong này là ở với ai em? Dạ, bây giờ em đang ở với bạn. Ngày trước là ở với chị gái, mà chị gái đi lấy chồng nên là chuyển ra ngoài. Nhà em là mấy anh chị em? 7 ạ. Ồ, vậy giống nhà anh. Em là thứ mấy trong nhà? Đấy, em là thứ 4 ạ. Em công tác trong ngành giáo dục lâu chưa? Mới được 1 năm rưỡi ạ. Vậy trước đây là em học ngành khác hả? Em học bên y tế, em làm ở phòng khám rồi. Công việc em làm hành chính hay là... Dạ, em làm hành chính. Công việc của anh làm bên đó cũng làm hành chính ạ. Em làm hành chính, nhưng mà chính khoảng thì nếu mà có công việc ở các tỉnh thì anh sẽ đi công tác theo phân công. Hôm nào mà có dịp anh mời em về Biên Hòa chơi. Công việc em thấy áp lực không? Dạ không, cũng thoải mái. Em làm bên đó nhưng mà làm bên y tế học đường. Y tế học đường của trường mầm non. Dạ. Anh lại nghĩ là em là giáo viên mầm non. Khi mà nghe em 27 tuổi mà chưa từng đi qua là anh bất ngờ lắm. Thì cũng có nhiều người bất ngờ. Em có hay về nhà ngoài Bắc không? Có, một năm em về một lần. Tết về hả? Thì bình thường là Tết về, còn có khi nhà mà có việc thì sẽ về, và dịp khác thì Tết không có về nữa. Em có nghĩ rằng là em sẽ lập nghiệp ở trong này không? Hay là em sẽ về Bắc? Dạ, em nghĩ là mình thích ở trong này hơn. Anh thì anh thấy là anh học ở phía Nam này hơn là ở Bắc. Xác định là ở trong này lập nghiệp luôn hả? Dạ. Trời ơi, cơm ngon quá, ăn đi. Ăn nhiều vô. Cái đó mập kìa, tao thích da tròn tròn, mình hơi ốm này nè. Thấy không, cho hồi nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Dạ, cũng hỏi để biết xem là có lập nghiệp trong Nam này được không? À, em định lập nghiệp trong Nam luôn chứ hả, đúng không? Dạ. Cùng chí hướng. Cùng chí hướng rồi. Dạ. Em ở quận 2 là ở với ai vậy? Em làm quận 2 nhưng mà ở quận 9 ạ. Càng gần nữa, càng gần Biên Hòa, nếu mà ở đó là ở với ai? Em ở với bạn. Mình còn em ở với đó là rồi có kế hoạch gì để mà ví dụ lấy vợ, hai người là cùng chí hướng nè. Rồi giờ lấy vợ muốn lập nghiệp ở trong này luôn, thì mình có cái định hướng gì, kế hoạch gì cụ thể cho tương lai chưa? Em nghĩ rằng là ở Đồng Nai nó sẽ phù hợp với công việc của, cũng như là cái mức sống nó cũng phù hợp với lại khả năng. Bây giờ công việc đã ổn định chưa em? Có việc ổn định chưa? Dạ rồi. Em làm luật mà về bên cái mảng nào? Chủ yếu là về dân sự. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 33 chị. 33 rồi. Như tuổi này cũng là đã có vợ có con được rồi đó, đúng chưa? Dạ. Bây giờ thì nếu mà muốn định cư ở trong này, muốn làm việc luôn thì cũng phải có nhà có cửa để vợ con đồ ở, chứ mình cũng không có thể ở nhà cậu mợ hay anh chị được hoài. Dạ. Đúng không? Bây giờ nếu như quen một mối quan hệ thì em định bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Em nghĩ rằng là tùy vào cái tình cảm sâu nặng giữa hai người là có hiểu nhau hay không và có chấp nhận nhau hay không thì... Nhưng mà mình cũng phải có một cái mốc chứ, gì không thể nào mà cứ quen nhau hoài rồi để kéo dài 5 năm, 7 năm nữa rồi chia tay. Chị cũng không có tán thành cái việc đó. Em nghĩ là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đó, ít nhất nó phải có một cái như vậy. Như thời buộc mình con gái mình thanh xuân mình qua nhanh lắm em. Dạ. Quen một cái đối tượng mà thấy được hay không được á, thật sự mà người ta trân trọng mình, để yêu thương mình á, có thể là ngày cưới hay đồ mình từ từ, nhưng mà phải ngỏ lời. Tại em chưa có kinh nghiệm, chị phải truyền kinh nghiệm. Dạ. Chứ còn nếu mà quen một cái người mà người ta cứ im lặng, người ta không nói gì, người ta không chủ động, không có cầu hôn, mình nên xem lại coi người ta có muốn tiến dài, tiến xa với mình hay không. Đúng không? Dạ. Tôi nói gì có sai gì không? Dạ đúng. Đúng không? Chứ bây giờ quen hoài, không cầu hôn, phải đợi người đàn ông cầu hôn. Mà giờ người ta không cầu hôn, mình ngồi hoài luôn. Cái tự nhiên qua tuổi thanh xuân, cứ đến một lúc nào đó chợt nhận ra sao mình không hợp nhau này kia, cái chia tay. Có phải thanh xuân của người phụ nữ nó qua đi không? Em cũng vậy nữa. Lấy vợ sớm sớm chút, sanh con rồi con cái không? Sau này cha già con mọn, đúng không cưng? Dạ. Rồi tiếp tục kế hoạch.
Em nghĩ nếu mà hai đứa tụi em mà có thể tiến tới được với nhau thì sẽ làm nhà ở Đồng Nai. Làm nhà ở Đồng Nai. Dạ. Cố gắng đi, giờ cũng có bằng rồi, học hành bao nhiêu năm nay rồi, tập trung công việc rồi dành dụm để mà có một cái tổ ấm, rồi an cư thì mới lạc nghiệp được. Còn cái điều kiện mà làm quen tìm hiểu với nhau thì chị thấy hai bạn rất là hợp. Nãy giờ chưa thấy khó khăn nào hết, chưa thấy nha. Còn mình tìm hiểu có hợp hay không là còn tùy nữa, vì cái đó là về cảm xúc. Nhìn bề ngoài thì ok, còn cảm xúc là phải do hai bạn. Bây giờ Tường mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài ha. Trong này có những yêu cầu của chương trình đưa ra, mình sẽ thực hiện những yêu cầu trong chương trình này. Có chút va chạm, có chút tiếp xúc với nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thật lớn lên em gái. Giả sử anh và em đang ngồi uống cà phê, có một cô gái đến bắt chuyện và làm quen với anh, em sẽ xử lý như thế nào? Hai đứa đang hẹn hò, đang đi chơi, đang tìm hiểu, đang yêu nhau, tự nhiên có một cô gái tới. Mình diễn thử đi, mình diễn thử coi như là hai người nè. Đó, bây giờ hai người là chị làm cô gái kia thôi nha. Cô chị ví dụ nha. Bây giờ hai người đang uống cà phê, đang trò chuyện nè. Cái tự nhiên chị tới nè, em chào anh. Em nhìn xa em thấy anh, em ngồi bên kia em nhìn qua em thấy anh dễ thương quá. Anh có thể cho em xin số điện thoại anh được không? Chắc em phải hỏi bạn anh. Thì em xử trí thì sao? Cô đó, cô nhìn em đó. Dạ, em kêu anh cho luôn ạ. Cho luôn hả? Dạ. Dạ, chỉ cho là kìa anh. Nếu mà chị cho thì em ra lấy số từ chị đi. Chị cho em số điện thoại ảnh đi chị. Em không có làm gì đâu, tại em thấy anh đẹp trai dễ thương quá nên em muốn kết bạn thôi. Dạ. Cho không? Cho. Cho luôn hả? Sao vậy? Tại sao cho? Mình phải bảo vệ tình yêu của mình chứ. Nếu mình đã tin tưởng rồi thì mình... Nhưng mà giang hồ giờ hiểm ác lắm em. Mình tin tưởng là một chuyện, nhưng mình đừng cũng phải ngăn cản khi thấy có những cái tín hiệu xấu. Bạn trai mình ok tốt, nhưng mà biết đâu những cô gái xung quanh người ta không tốt thì sao? Mình vẫn phải tin tưởng. Nhưng mà nếu trên thực tế mà có một cái tình huống như vậy và anh ấy xử lý như lúc nãy thì em suy nghĩ như thế nào? Đồng ý với cách ứng xử đó không? Dạ. Còn ngược lại thì em có đồng ý với cách ứng xử của bạn gái em là cho không? Em nghĩ rằng là cái cách ứng xử của bạn cũng khá là tốt. Nhưng mà không biết là về nhà có nhéo em hay là có làm gì em hay không. Thì về nhà em chưa biết được. Cũng làm thì dạ chịu nha. Ảnh đã hỏi ý kiến em, đưa qua em mà em còn cho như vậy nữa thì là về nhà không có ngắt nhéo ảnh nha. Dạ. Hai bạn đây mình đang còn rất là lịch sự. Tuy nhiên trong tình yêu thì đôi lúc không có thể hiện được những điều đó đâu. Yêu nhau đi rồi mới thấy cái cảnh, yêu nhau đi rồi mới thấy cái cảnh. Lúc đó là sẽ lông lồn lên như thế nào và sẽ sưng sổ lên như thế nào. Còn lâu mới cho số điện thoại. Rồi mời em. Hãy thực hiện các động tác theo yêu cầu của bạn gái. Bạn gái đọc đến đâu, bạn trai làm tới đó. Rồi, em đọc đi cho ảnh làm. Dạ, làm động tác hôn là em phải đứng lên em sang bên đấy chứ đúng không chị? Ồ vậy hả? Mời em, chị đâu biết. Chứ hay là em ngồi bên này thì hôn xa này sao? Chị đâu biết. Em hỏi ý kiến chị thì chị tư vấn giùm em. Ồ, chị chỉ tư vấn về cảm xúc thôi, chứ còn về hành động chị không có tư vấn được.